Hokage, danh hiệu danh giá nhất đối với một Shinobi, hội tụ đủ tư chất như sức mạnh, sự thông minh, quyết đoán và quan trọng phẩm chất của người lãnh đạo. Họ được xem như những người vĩ đại trong giới nhẫn giả, những hình ảnh tốt đẹp để con cháu noi theo. Vậy, bạn đã thật sự biết những Kage của các làng từ thời kỳ đầu tiên là ai và tại sao họ lại hy sinh hay chưa? Hôm nay, mời anh em cùng Hokage Biểu Hình đến với các tần tật về cái chết của tất cả Kage. Đầu tiên, Mizukage làng sương mù, khởi đầu với ông lão Byakuren, Mizukage đệ nhất, người sáng lập làng sương mù. Có rất ít thông tin về sức mạnh cũng như cái chết của lão này, nhưng gì biết về ông chỉ là một lão già nghiêm khắc, độc đoán, luôn tự thẩm du trong cái làng của mình, ít giao thông với bên ngoài. Về phần cái chết, có lẽ ông đã chết vì tuổi già, bởi trong cuộc họp ngũ đại Kage lần đầu tiên, Byakuren lúc đó đã lớn tuổi, mắt lé chứ không chột. Hashirama khi đó đã sử dụng vĩ thú để lập một giao kèo hòa bình trong khoảng thời gian ngắn, nên trong nền hòa bình chỉ có hai thứ mới khiến một người mang đẳng cấp Kage chết ngoài chiến tranh. Một là bị ám sát, hai là vì tuổi già. Đệ nhất đắp chiếu thì đệ nhị lên thay, người đảm nhận vai trò này không ai khác chính là Gengetsu Hozuki. Ông là Kage đời thứ hai duy nhất không tham gia vào cuộc họp ngũ đại Kage lần đầu tiên. Dù vậy, sức mạnh của ông vẫn ở mức thượng thừa. Sau nhiều năm làm Mizukage, Gengetsu cùng huyết kế giới hạn không xác định của mình được biết đến như vị Kage mạnh nhất làng sương mù. Bằng chứng là Kabuto đã chọn triệu hồi ông thay vì mấy lão khác. Vì mãi bê cai với kẻ thù không đợi trời chung Tsuchikage đệ nhị bên làng đá, nên ông đắp chiếu một cái chết mang đầy huy hoàng khi tự tay kết liễu được một Kage, nhưng cũng nhạt không kém khi vì tư thù cá nhân mà bỏ cả làng đi bốc mộ. Buộc Mizukage đệ tam lên ngôi. Nói về đệ tam, ông cũng chính là trợ thủ đắc lực của đệ nhất. Trong cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên, ông góp mặt với vai trò cố vấn tối cao, tham mưu đặc biệt của Tổng thống Byakuren, quốc trưởng chính phủ lâm thời làng sương mù Cộng Hòa. Mày chửi thầy sao bắn rồi hả? Để biết đến những người đàn ông không bao giờ mở mắt, hoặc có mở nhưng chắc là mắt hí. Với vai trò làm tham mưu, sau này làm Kage, đệ tam được ví như Hokage đệ nhị, vừa có sức mạnh vừa có tài trí nên được trọng dụng. Vì sống từ thời đệ nhất nên khi chết, đệ tam tuổi đã cao, nhưng dựa vào khuôn mặt thì khó mà nói ông chết vì tuổi già. Vậy nên có thể ông bị ám sát hoặc chết trong chiến tranh. Bởi dựa vào thời kỳ ông đảm nhiệm, rất nhiều cuộc chiến nổ ra như đại chiến ninja lần thứ nhất và hai. Và rồi, một thời đại làng sương mù đẫm máu bắt đầu dưới thời Mizukage đệ tứ Yakura, anh cũng chính là Jinchuriki Tam Vĩ. Với phương châm đồ sát không chết không lấy tiền, như thời Yakura, anh tổ chức những bài thi tốt nghiệp sinh tử, buộc tất cả học viên phải combat lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một đứa duy nhất, vô tình tạo ra những con quái vật sau này điển hình như Zabuza. Bằng sức mạnh của mình, đệ tứ được biết đến như người thứ ba kiểm soát được chakra vị thú trong người. Tiếc rằng, chưa kịp xưng hùng xưng bá trên cái đất nhẫn giả bao lâu, đã bị đám Akatsuki cưỡi quân X-Center đi xích lại, và cũng chính vì Tam Vĩ bị rút khỏi người, Yakura mất mạng. Hiện tại, Mizukage đã tới thời đại lục Chochuro, tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ ai chết từ đó, nên bọn tớ sẽ không đề cập đến. Tiếp theo, Tsuchikage làng đá. Với sự khởi đầu từ lão Ishikawa, người mở đầu phi vụ con ông cháu cha ngồi ghế lớn, khi cháu trai Onoki sau này bước lên cái ghế đệ tam, còn cháu gái Kurotsuchi leo lên cái ghế đệ tứ. Quay trở lại với cái chết của ông, thường thì mấy lão đi đầu rất bí ẩn và chẳng có gì để nói. Vào thời điểm khi lão còn huấn luyện cho Onoki, Ishikawa khi đó đã già nua, độ tuổi của ông theo suy đoán lúc đó gần ngang bằng với Onoki trong thời đại Boruto. Chính vì tự hưởng kinh nghiệm sống qua nhiều năm nên ông hiểu rõ thứ quan trọng nhất của một shinobi là gì. Thông qua một viên đá được mài dũa có thể nhìn thấy được ý chí của một người. Đệ nhất đã dùng cách đó đào tạo ra vô số shinobi mạnh mẽ, song với đó chả có ai đáp ứng được kỳ vọng của ông. Và vì không có bất kỳ bằng chứng nào về việc ông bị ám sát hay chết bởi chiến tranh, nên tớ sẽ mặc định lão này chết do tuổi già. Tsuchikage đệ nhị, Mu, người duy nhất không nằm trong gia phả nhà Ishikawa. Với địa vị từng tháp tùng Tsuchikage đệ nhất, ông dễ dàng leo lên vị trí đệ nhị. Kèm theo đó, huyết kế giới hạn chọn lọc Trần Độn cùng thông thạo 7 năm phép biến đổi cơ bản. Ông được đánh giá là Kage mạnh nhất làng đá, mang phong cách ăn mặc sắc ướp Ai Cập. Thay vì thống trị làng mình, Mu chọn cách đánh thẳng theo mạng thần trí cốt Mizukage đệ nhị hơn, để rồi hay lão chết đi, khiến cả hai làng như rắn mất đầu. Lúc này, buộc Tsuchikage đệ tam, Onoki, cháu trai đệ nhất lên thay. Ông này cũng có Trần Độn, cũng mạnh phết, cơ mà khả năng chính trị kém, hay thuê Akatsuki đi đâm nhau.
Cũng vì tính cẩn thận nên Onoki mới sống dai, chứ cứ như lão Mu đưa nhau đi xuống địa ngục thì làng đá còn nát hơn. Bởi trong thời kỳ trị vì của mình, Onoki liên tục phải giải quyết hậu quả của đại chiến ninja lần thứ 3, không công nhận ý kiến của những Kage trẻ tuổi như Gaara, vân vân. Theo đó, nỗi sợ khi mất đi những kẻ shinobi trẻ trong làng dần hình thành lên ông. Dẫn đến sự việc, Onoki phải nhờ đến công nghệ 4.0 tạo ra những con Akuta chiến đấu thay các shinobi, một tay tự bóp chính mình, để rồi nhận ra cái sai, hy sinh bản thân cứu đám nhóc làng lá mà tử trận. Tiếp đến, Kazekage làng cát, nơi xảy ra nhiều vụ ám sát Kage nhất thế giới. Khởi đầu là Retro, lão này thì cũng vậy, không có quá nhiều thứ để nói, chắc có mỗi vụ chia tài sản với tranh chấp đất đai trong cuộc họp ngũ đại Kage là nổi. Nhờ đó, có lẽ ông đã gây không ít tụ hận với mấy làng khác, chỉ riêng Hokage đệ nhất là không sao. Sức mạnh thì chắc không có gì phải nói quá nhiều, ngoại trừ Hashirama và Madara, có lẽ ông là một trong số những người mạnh nhất thời đó, và để ám sát được một Kazekage, đòi hỏi một kẻ phải mang đẳng cấp tương tự. Madara à? Chắc không phải đâu, vì Kuma đâu rảnh tới mức phóng đến từng làng xin que từng đứa. Hoặc cũng có thể vì trong một trận chiến nào đó, Richo buộc phải bảo vệ làng giống Gaara nên mới sơ suất để kẻ thù ám sát. Tiếp theo, Kazekage đệ nhị vẫn bị ám sát, dù có vẻ giang hồ tha mà thu mà tha mà thu đầy mình. Khác với nhiều Kazekage sau này, lão đệ nhị lại mưu rối nhiều hơn mưu cát. Như thời ông cũng không có gì nổi trội, nên ám sát là lựa chọn cuối cùng của cái chết. Đến với Kazekage đệ tam, chưa tiết lộ tên thật, người ta chỉ biết rằng ông là vị Kazekage mạnh nhất mọi thời đại làng cát, với quả điều khiển cắt sắt có 102. Chính vì vậy, đệ tam bị nhiễm luôn các món vũ khí kim loại. Ông mạnh đến mức vượt qua cả sự kiểm soát tạp giới chuyển sinh từ Orochimaru trở về với tịnh độ. Dù mạnh là thế, nhưng ông tam vẫn sấp mặt trước sức mạnh Sasori. Theo suy đoán, có lẽ cũng giống như đệ ngũ, vì bị Sasori nắm thóp được cái gì đó nên ông đã sơ suất để thua, sau đó trở thành con rối cho hắn. Hết thời đệ tam thì tới đệ tứ, Rasa, bố của Gaara. Ông này cũng có luôn khả năng điều khiển cát, thay vì cát thường hay cát sắt, ông chơi luôn cát vàng để chứng tỏ độ rích của bản thân. Với lòng yêu thương vợ con hết mực, Rasa cấy luôn vào người Gaara còn nhất vĩ, biến cậu thành vũ khí tối thượng, buộc cả làng phải xa lánh. Cho đến khi hồi sinh, Rasa mới nhận thấy lỗi lầm của mình, xin lỗi và công nhận cậu con trai. Sau tất cả đống cát vàng mà ông nắm giữ, Rasa lại bị xem như Kage yếu nhất làng cát khi ông bị chính Orochimaru, một Sanin huyền thoại làng lá dễ dàng ám sát mà không đánh đổi được thứ gì. Ngoài ra, còn Kazekage đệ ngũ Gaara cũng chết thụt sau khi bị Daidara cùng Akatsuki rút nhất vĩ ra khỏi người. Nếu không nhờ bà Chiyo hy sinh tính mạng, chắc giờ làng cát đã có đệ lục. À không, nhiều khi làng cát còn toang hơn làng mưa, bởi không ai đủ mạnh cũng như tư chất để bước lên ngôi vị Kazekage như Gaara. Ở vị trí kế cuối, Raikage làng mây. Đây là tập đoàn Kage đặt tên theo chữ cái nhiều nhất lịch sử. À, kiêm tên tập đoàn dài đèn thống trị dài nhất thế giới, mặc cho cái tên làng là mây. Raikage đầu tiên được biết đến với cái tên A hay A, người đã mở đường cho hai anh em Ginkaku và Kinkaku có sức mạnh cửu vĩ sau khi nhiệm vụ thất bại. Kéo theo đó, hàng loạt những hậu quả về sau do hai anh em này gây nên. A mở ra một thời kỳ cho sự phát triển quân sự bậc nhất cho làng mây sau này. Chính vì vậy, với câu nói sinh nghề tử nghiệp, thích dính dáng tới quân đội, nên ông đã tử trận ngay trong chiến tranh, và đó có thể là cuộc đại chiến ninja lần thứ nhất. Đến với Kage thứ hai tên A, người cũng đã góp mặt trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Tôi đang thắc mắc rằng, nếu trong hội nghị đó, một shinobi lỡ mồm gọi tên A, liệu đệ nhất và đệ nhị có quay lại không nhỉ? Hay là kiểu xưng hô bằng Aedis Aedas? À không, chắc xưng hô bằng A1, A2. Nói chung là yếu hiểu kiểu gì, cái làng này cứ đặt các Kage bằng đúng một tên duy nhất. À, đệ nhị thì khác với những người còn lại, ông mà muốn hòa bình hơn bất cứ ai, nên đã tổ chức một buổi họp với Hokage đệ nhị, khiến cho hai anh em Kinkaku và Ginkaku phản bội, tạo nên một cuộc đảo chính. Vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao ông này chết, nhưng khả năng cao đến từ cuộc tấn công đó. Vì đối với Tobirama, ông đã thoát được, đổi lại bị thương khá nặng, còn Raikage đệ nhị thì mất tiêu luôn. Cho nên rất có thể, ông đã chết dưới tay hai anh em nhà chó. Raikage đệ tam cũng lên ngôi với cái tên A, nhưng A này khác với hai A còn lại. Ông được biết đến như vị Kage vĩ đại và mạnh mẽ nhất làng mây sản sinh ra. Cơ thể kim cương bất hoại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không thứ gì xuyên thủng được. Vết thương duy nhất trên người đến từ chiêu thức tấn công của chính đệ tam, tức là ông tự làm ông bị thương cho nó đỡ buồn.
gần như trong thời kỳ đó không ai đủ khả năng hạ gục Đệ Tam. Nhưng chiến tranh khốc liệt mà, đoán trước thì đã thống trị thế giới, buộc Raikage Đệ Tam phải đối mặt với một lực lượng khoảng 10.000 Shinobi trong 3 ngày 3 đêm liên tục giúp đồng đội trốn thoát, khiến ông tử trận. Và cuối cùng, đương nhiên rồi, Hokage Làng Lá khởi đầu với Hashirama, Shinobi mạnh nhất thời chiến quốc, từng một mình cân cả Susanoo của Madara lẫn Cổ Vĩ bằng huyết kế giới hạn Mộc Độn. Trong thời kỳ đó, ông độc tôn vị trí mạnh nhất. Tuy nhiên, theo databook lại ghi rằng Hokage Đệ Nhất chết trong một cuộc chiến. Đó có thể là đại chiến ninja lần thứ nhất hoặc lần hai. Mình nghiêng về lần một hơn, vì trong cuộc đại chiến lần một, Tobirama đã lên chức đệ nhị, đồng thời cũng giao chức vị đệ tam lại cho Hizuren trong thời kỳ đó. Khi đó đệ tam còn quá nhỏ, không có gì đảm bảo một đứa trẻ có thể đảm nhận vai trò Hokage. Thử hỏi, nếu đệ nhất còn sống, Tobirama chỉ cần trao lại công việc cho anh trai mình, chứ cần gì đầu tư mạo hiểm như vậy. Thế nên, Hashirama đã chết trong cuộc đại chiến lần thứ nhất là hoàn toàn hợp lý. Và lý do thì bọn tớ đã đưa ra khá nhiều giả thuyết trong các video trước, anh em có thể quay lại xem nhé. Người kế vị tiếp theo, Tobirama, em trai đệ nhất. Đăng lý theo lời hứa của cụ nhất, Kouma mới là người đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên tiếc rằng Tobirama lại lên thay. Dưới thời đệ nhị, cụ đưa Làng Lá phát triển vượt bậc với những quy mô đi đầu xu hướng như kỳ thi Chunin, học viện ninja, vân vân và vân vân. Dù là một trong những Shinobi mạnh nhất thời chiến quốc, nhưng đệ nhị vì cứu đồng đội phải ở lại ngăn chặn lực lượng Kinkaku và Ginkaku trong cuộc đại chiến lần thứ nhất. Tiếp theo đó, Hokage Đệ Tam Sarutobi. Ông là một trong số ít người được chỉ dạy bởi cả đệ nhất và đệ nhị. Theo vào đó, ông còn đào tạo ra ba đứa học trò Sanin huyền thoại, Orochimaru, Tsunade và Jiraiya. Ông thành tạo vô số nhãn thuật bao gồm cả 5 nguyên tố cơ bản, kiêm thêm đầu óc kinh doanh lời lỗ, đầu cơ xuất thần, kiêm scammer khét tiếng trong giới chuyển nhượng tài sản Làng Lá. Theo đó, ông được xem như cuốn bách khoa toàn thư giới nhẫn giả, nhẫn thuật nào cũng biết. Để rồi tên đệ tử Orochimaru quay trở lại, thi triển cấm thuật triệu hồi ra cụ nhất và cụ nhị giết chết đệ tam. Ít ra, trước khi hy sinh, ông còn phong ấn cả hai cụ nhất nhị lẫn đôi tay của Orochimaru, khiến hắn không thể sử dụng nhẫn thuật được nữa. Chứ ai như lão Kazekage đệ tử chết chay. Ây à, khó cho tam quá. Cuối cùng, Hokage đệ tử Minato, Shinobi nhanh nhất lịch sử, thiên tài Làng Lá, lên chức vị Hokage từ khi còn rất trẻ, đánh bại Orochimaru trong cuộc bầu cử trưởng thôn. Đến cả Raikage đệ tử cũng phải nhận thua khi đấu tốc độ với tia chớp vàng. Có thể nói, Minato nhanh trong mọi tình huống, nhưng đến khi cứu đệ tử thì ông lại chậm chân, khiến Obito ôm hận trong lòng trước cái chết của Rin. Quay trở lại làng, nhân cơ hội Kushina hạ sinh Naruto, giải phong ấn Cửu Vĩ. Trong tình thế cấp bách, vừa phải phá giải sự kiểm soát từ Tobi, vừa phải giảm thiểu số lượng thương vong cho Làng Lá chứ còn vị thú mạnh nhất, Minato đã chọn cách hy sinh, thi triển thi quỷ phong tận, tách Kurama thành hai luồng chakra âm dương phong ấn vào Naruto và bản thân. À quên, còn một pha hai vợ chồng đệ tử lấn thân che chắn cho con trai dưới bóng vuốt Cửu Vĩ, khiến cho cơ hội sống sót hai vợ chồng đã thấp, nay càng thấp hơn, và chức vị đệ tử buộc phải chuyển lại cho đệ tam đảm nhiệm thêm vài năm nữa, cho đến khi Orochimaru comeback tại Làng Lá. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu tất tần tật về cái chết của tất cả Kage, được tham khảo từ một số thông tin trong truyện cũng như các trang báo trong và ngoài nước khác. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye! Thank you.